Thưa quý vị, sáng nay Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề về vai trò của silic đối với cây trồng, nguyên liệu và phương pháp phân tích silic trong phân bón. Vai trò của silic rất quan trọng đối với cây trồng, đất trồng và hệ sinh thái nông nghiệp. Những nghiên cứu trên khắp thế giới cũng như Việt Nam đã khẳng định điều đó trong nhiều năm vừa qua. Năm 2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa silic vào danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, tạo cơ sở và hành lang pháp lý cho việc nghiên cứu ứng dụng silic vào phân bón. Tuy nhiên thì hiện còn một số các vấn đề hạn chế sự phát triển của các nghiên cứu ứng dụng silic rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, thương mại và các sản phẩm phân bón silic và khó khăn trong công bố kiểm tra chất lượng các sản phẩm phân bón silic. Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức hội thảo này với mong muốn là ghi nhận các ý kiến đóng góp của cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học và nhà sản xuất về vấn đề này. Ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa silic vào danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, nhiều đơn vị sản xuất phân bón trong nước đã tập trung nghiên cứu giải pháp ứng dụng đưa silic vào trong phân bón. Với một số cây trồng như lúa, ngô, mía, dứa, silic còn được coi là nguyên tố đa lượng để giúp cho cây được cứng cáp chống đổ ngã, cũng như là tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh và giúp cho cây chịu hạn, chịu rét tốt hơn, thì nên bổ sung phân silic vào để giúp cho cây chống đổ ngã và cho một cái năng suất chất lượng cao. Tuy nhiên, hiện còn một số vấn đề hạn chế sự phát triển của các nghiên cứu ứng dụng silic rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, gồm phương pháp xác định hàm lượng silic dễ tiêu cho cây trồng trong mẫu đất, mẫu phân bón và mẫu thực vật còn chưa nhất quán, vấn đề đồng bộ với phương pháp phân tích của thế giới, tính ổn định của các phương pháp phân tích đang áp dụng trong nước còn chưa cao. Thời gian vừa qua, Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhận được một số cái kiến nghị của các cái đơn vị là thành viên của Hiệp hội Phân bón Việt Nam, của các đơn vị mà sản xuất Superlân này, lân đồng chảy ấy, thì là có vấn đề về phân tích silic ở trong phân bón. Theo các nhà khoa học ấy, thì gồm có thể là có 2 mà thậm chí đến 3 phương pháp phân tích silic, thì khi phân tích phương pháp khác nhau thì là cho các kết quả khác nhau. Chúng tôi mời tới đây là gồm có cái thứ nhất là các cơ quan quản lý nhà nước này, thứ hai là các nhà khoa học về thổ nhưỡng của Viện Hóa thông thổ nhưỡng này, của bên Viện Hóa công nghiệp này, rồi thì chúng tôi mời các cái nhà phân tích của các đơn vị khác nhau từ Vinacontrol này cho tới các đơn vị khác, và mời các đơn vị mà sử dụng, tức là gồm các đơn vị sản xuất Superlân, lân đồng chảy, thì đến để đi đến một cái thống nhất về cái phương pháp phân tích silic nó đúng đắn và nó phù hợp với thực tế. Thì chúng ta sẽ phải soát xét lại các cái tiêu chuẩn để cho nó phù hợp với cái điều kiện Việt Nam. Bây giờ đặc biệt là chúng ta sẽ phải đưa ra các cái cụ thể của các cái nguồn nguyên vật liệu đầu vào, hoặc là các cái mẫu đặc thù chúng ta cách thì áp dụng phương pháp nào, hoặc là chúng ta đưa thêm các cái mục ở trong đó. Ngay sau hội thảo, Hiệp hội Phân bón Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến của nhà sản xuất phân bón trình lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ để sớm giải quyết các vướng mắc trong ứng dụng và phát triển silic trong phân bón. Thưa quý vị, từ ngày 2 đến ngày sáng ngày 3 tháng 5, trong lúc đánh cá trên biển, 4 tàu cá Quảng Bình gặp tai nạn do dông lốc, trong đó có 3 tàu bị chìm, 1 tàu mất liên lạc. Đến ngày 6 tháng 5, thì các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương và ngư dân đã tổ chức tìm kiếm, cứu vớt được 13 người đưa vào bờ, trong đó 1 ngư dân đã tử vong. Công tác tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân mất tích vẫn đang được triển khai rất khẩn trương. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình thông tin đơn vị đã thành lập Ban Chỉ huy Tiền phương để chỉ đạo các cơ quan đơn vị và kịp thời báo cáo đề xuất Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm 11 ngư dân đang mất tích. Cụ thể gồm 6 thuyền viên trên tàu QB92699TS hiện đang mất tích và 5 thuyền viên trên tàu QB98614TS đang bị mất liên lạc. Ngoài việc thành lập Ban Chỉ huy Tiền phương, các lực lượng cũng kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn hỗ trợ tìm kiếm, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn trên hiện trường, duy trì kênh liên lạc 24/24 với các tàu trên biển để nắm bắt thông tin, tình hình có liên quan. Cũng liên quan tới nghề cá, thưa quý vị, ngư dân đang bước vào vụ đánh bắt cá nam. Nhưng hiện nay tình trạng lao động trẻ bỏ nghề diễn ra ngày càng nhiều để chuyển đến các tỉnh, thành phố lớn làm việc hoặc là đi lao động nước ngoài. Điều này khiến nghề cá xa bờ đang gặp không ít khó khăn.
cũng như hầu hết các địa phương ven biển, do lao động đi biển có kinh nghiệm tuổi ngày càng cao đã dần bỏ nghề biển. Tại Quảng Trị thì không ít chủ tàu cá công suất lớn cũng đang phải chật vật tìm bạn thuyền, hoặc là có tìm được thì giá cũng rất cao. Theo thống kê, hiện nay tỉnh Quảng Trị có hơn 2.300 tàu thuyền các loại với tổng công suất trên 120.000 mã lực, trong đó có 230 tàu xa bờ với trang thiết bị hiện đại. Hiện số lượng lao động về ngành khai thác thủy sản có trên 6.000 người. Hiện các địa phương ven biển đang bước vào vụ thu hoạch cá nam, vụ đánh bắt chính trong năm, nên nhu cầu lao động về ngành nghề khai thác càng trở nên cấp thiết. Để giải quyết nhu cầu trước mắt, nhiều chủ tàu cá công suất lớn đã phải thuê bạn thuyền với chi phí rất cao, từ 10 đến 12 triệu đồng mỗi chuyến đi biển khoảng nửa tháng. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất bị thu hồi, theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 109 luật đất đai. Theo dự thảo, người lao động có đất thu hồi bao gồm người lao động thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1, điều 109 luật đất đai, có đất nông nghiệp thu hồi, người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 3, điều 109 luật đất đai, có đất kinh doanh thu hồi. Dự thảo nêu rõ, người lao động có đất thu hồi được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất. Cũng theo dự thảo, người lao động có đất thu hồi được tham gia đào tạo nghề, được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách trên. Theo quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7 tháng 5 năm 2018 về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, các mục tiêu xử lý rác thải khu vực nông thôn đã được đưa ra, cụ thể là 80% chất thải phát sinh từ các hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế làm phân compost, bioga và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Cùng với đó, 80% các phụ phẩm nông nghiệp phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Hưởng ứng lời kêu gọi này, các hội viên hội nông dân nước ta đã phát động thành công phong trào xử lý rác thải quy mô nông hộ, bước đầu đem lại những kết quả khả quan. Trước đây, gia đình anh Nguyễn thường xuyên duy trì số lượng đàn lợn rừng trên 150 con. Điều khiến anh lo ngại nhất chính là việc xử lý chất thải cho chuồng trại. Từ khi biết đến kỹ thuật nuôi chuồn quế, anh Nguyễn đã xử lý được các vấn đề về ô nhiễm môi trường, đồng thời sản xuất được một lượng lớn thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ giúp cải tạo môi trường từ chuồn quế. Trước đây, khi chưa biết tới sử dụng chuồn quế để xử lý phân thải vật nuôi, thì tôi đã lãng phí một nguồn tài nguyên rất lớn là từ phế phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho chăn nuôi và trồng trọt. Và tôi cũng thấy hối tiếc vì tôi không biết tới con chuồn quế sớm hơn. Mô hình nuôi chuồn quế của anh Nguyễn là một trong số hơn 8.000 mô hình xử lý rác thải hữu cơ trong nông nghiệp mà các nông dân tại 15 tỉnh thành đã xây dựng trong vòng 2 năm qua. Các mô hình này đều áp dụng những kỹ thuật dễ thực hành và có tỷ lệ thành công cao, giúp xử lý rác thải hữu cơ, xử lý rác thải tại nguồn hiệu quả như nuôi chuồn quế, nuôi sâu canxi hay ruồi lính đen, làm đệm lót sinh học và lên men thức ăn thô xanh bằng chế phẩm vi sinh. Thực ra những kỹ thuật này rất cần thiết phải phổ biến rộng rãi hơn. Bởi vì như chúng ta đã biết hiện nay là có tới khoảng 60 triệu tấn phân gia súc. Nếu mà được xử lý tốt thì có thể nói rằng là cái việc phát thải khí nhà kính nó giảm đi tới 90%. Hoặc là liên quan tới cái việc mà chúng ta sử dụng rơm rạ để mà làm đệm lót sinh học cũng như là phân ủ thì nó có khả năng là giảm thiểu cái khí nhà kính tới khoảng 20-30% trong cái lĩnh vực trồng trọt. Nông dân chiếm trên 65% dân số của cả nước, tương đương với con số trên 65 triệu người dân. Xác định vai trò then chốt của người nông dân trong việc kiểm soát được môi trường nông thôn, Hội Nông dân đã đẩy mạnh phong trào nông dân xử lý rác thải khu vực nông thôn một cách hiệu quả và kinh tế, thông qua mạng lưới kỹ thuật mà ở đó mỗi nông dân sẽ là một tuyên truyền viên. Không chỉ những chúng tôi tập trung vào việc nâng cao nhận thức mà còn tập trung vào cái việc thay đổi hành vi, có nghĩa là giúp nông dân bắt tay luôn vào việc là áp dụng cái kỹ thuật của chúng tôi. Việt Nam hiện là một điểm nóng tại châu Á về ô nhiễm rác thải trong nông nghiệp và các vùng nông thôn. Vì vậy, những nỗ lực cải thiện môi trường, nâng cao sản xuất và cải thiện thu nhập hộ gia đình thông qua các giải pháp xử lý rác thải hữu cơ trong nông nghiệp của các nông dân tại Việt Nam trong thời gian qua cũng đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam có hàng triệu người nông dân. Người nông dân Việt Nam có cơ hội để cùng chung tay, chung sức, vừa sản xuất, vừa góp phần bảo vệ môi trường canh tác, môi trường sống tại Việt Nam và khắp thế giới.
Hội Nông dân Việt Nam đã và đang làm rất tốt công tác hỗ trợ nông dân ở các địa phương. Và chúng tôi tin vào sự nỗ lực của người nông dân Việt Nam. Việc lan tỏa phong trào xử lý rác thải khu vực nông thôn ở quy mô nông hộ được ghi nhận là một trong những giải pháp tối ưu góp phần đưa phát thải khí nhà kính về không vào năm 2050 như cam kết của Việt Nam với thế giới.